Sáng nay tại địa bàn xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy. 6 nhà dân tại hai thôn Thuận Chánh An và thôn Lam Thủy bị tốc mái. Ngoài ra, trường tiểu học và trung học cơ sở Hải Hưng bị vỡ cửa kính ở các phòng học và rơi bảng hiệu ở phía cổng trường. Chính quyền xã Hải Hưng và huyện Hải Lăng đã cử cán bộ kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại và huy động lực lượng khẩn trương triển khai giúp người dân khắc phục lại nhà cửa. Còn Đà Nẵng, mặc dù là đô thị giáp sông và hướng biển, nhưng mỗi khi có mưa lớn, thành phố này lại phải đối mặt với tình trạng ngập lụt trên diện rộng. Rút kinh nghiệm từ đợt lụt lịch sử vào năm 2022 gây thiệt hại 1.500 tỷ đồng, năm nay thành phố Đà Nẵng đã có nhiều biện pháp chủ động ứng phó, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đường Trương Nữ Vương, quận Hải Châu, trung tâm Đà Nẵng. Sáng sớm nay, lực lượng công an, quân sự địa phương đã tiến hành cứu hộ hơn 100 người đến nơi an toàn. Rút kinh nghiệm từ trận lụt lịch sử vào tháng 10 năm 2022 khiến một người trong kiệt này thiệt mạng. Năm nay, chính quyền và người dân đã cảnh giác cao độ nhưng không tránh khỏi thiệt hại. Hiện nay khu vực này đã ngập sâu hơn một mét rồi. Lực lượng chức năng đã bố trí những cái phương tiện để mà tiến hành cứu hộ nhiều người dân. Tài sản của người dân ở trong này hư rất nhiều, đặc biệt là rất là nhiều xe máy đang bị ngập. Cho nên là lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục là tiến hành đưa những xe máy ra khỏi khu vực này để mà tiến hành sửa chữa, bảo vệ tài sản người dân. Thống kê sơ bộ, khu vực trung tâm có hơn 30 điểm bị ngập sâu. Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đã điều động hơn 500 cán bộ chiến sĩ có mặt tại những nơi xung yếu để hỗ trợ người dân. Tại đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, lực lượng này đã sơ tán hàng chục hộ gia đình. Kịch bản ứng phó ngập lụt trên toàn thành phố đã được kích hoạt. Toàn thành phố Đà Nẵng tập trung ứng phó để giảm thiểu thiệt hại. Chủ động triển khai lực lượng dân quân thường trực của các phường, nhanh chóng phối hợp lực lượng 4 tại chỗ của địa phương đến các cái vị trí ngập úng ở trên địa bàn, hỗ trợ di dời nhân dân. Từ trong cái đầu đợt mưa này, chúng tôi đã triển khai tất cả các biện pháp vận hành. Công ty thoát nước cũng như các quận huyện đã chủ động khơi thông điều vận hành các hệ thống trạm bơm chống ngập, hệ thống điều hòa, hồ điều hòa của chúng tôi, cũng như là thường xuyên ứng trực trong các tình huống, đặc biệt những vị trí ngập sâu. Và với cái lượng mưa dự báo như thế này thì tình trạng này vẫn có thể xảy ra. Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà bị sạt lở. Các tuyến đường liên xã tại huyện Hòa Vang cũng bị ngập. Ngoài ra, tuyến đường vành đai phía Tây, quốc lộ 14E, cao tốc La Sơn - Túy Loan bị sạt trượt. Chính quyền địa phương cử lực lượng chốt chặn, phân luồng để đảm bảo an toàn giao thông.